em lại làm thêm một cái video nữa về cái giống bơ sắp muộn các bác nhé. Đây, quay luôn các bác xem về cái giống bơ sắp muộn đây. Đấy, thì trao đổi các bác đây, cái bơ mùa này nó chín rồi đây này, nó già chín rồi đây này. Đấy, thì còn cái giống bơ sắp muộn này này, thì bây giờ nó đang rất là xanh và lon các bác này. Tháng này phải mấy tháng nữa mới được thu các bác. Đây là sắp muộn đây, sắp muộn đây. Trái này nó phải lớn gấp đôi thế này nữa các bác. Trái này bây giờ chắc được khoảng 3 lạng, 4 lạng rồi. Nhưng mà nó phải lớn gấp đôi thế này nữa. Vẫn còn non lắm, chưa có hiện tượng gì luôn. Đấy, giống bơ sắp muộn. Bác nào chưa hiểu lắm về giống bơ sắp muộn thì cứ lên kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em ấy. Các bác theo dõi nhá. Những cái video từ khi nó ra bông, ra trái rồi vặt đi như thế nào đấy. Các bác thấy đẹp không? Đẹp như các bác nhỉ? Tuyệt vời. Nét nẹt luôn. Đấy, em sẽ quay cái khác nhé. Tại vì vườn này chỉ để lại hai cây bơ sắp muộn thôi. Úi dồi. Này, chỗ này nó đánh đống quả các bạn. Mai mốt này nó còn rủ hết cành không cơ. Tại vì nó to ra nó rủ hết cành. Đẹp thì các bác thấy không? Bơ sắp muộn nó đẹp không? Dòng này hạt bé, cơm vàng. Tuyệt vời luôn. Đây. Bực cây này thì trái có vẻ to hơn nhỉ? To hơn. Anh cầm cho em cái này cái. Đây, nó đã rục rủ cái cành đúng rồi đây này. Cái này khả năng sau này có khi lại gãy cành này luôn ấy. Đeo, đeo lên. Này, các bác thấy bờ đúng bờ sắp muộn không? Tuyệt vời không? Đây, sảnh thế, nhìn mẫu mã đẹp nhỉ. Mã đẹp nhỉ. Công nhận. Không xì đâu. Sảnh sảnh bóng luôn, ghê thật chứ. Nhìn không, cái mã không này. Không xì đâu, tôi chỉ treo cái bẫy để cho mấy bông phiến vào thôi. Sần này. Bơ sáp thì nó sần là chắc chắn rồi. Nhưng mà sau này nó to lên ấy là nó giãn ra mà. Sau nó to lên nó giãn ra, đấy đâu phải nó sần nhiều này đâu. Tại vì nó đang lớn nữa. Này, những cái trái này thì non tuyệt đối rồi mà đã to này rồi cơ mà. To này rồi. Quả khoảng 4 lạng rồi. Cái này khoảng 3 quả 1 ký. Nhưng mà sau này một quả, hai quả khoảng hơn 1 ký. Bơ này thì chắc chắn sau này là quả này phải 7-8 lạng hết rồi. Đẹp nhỉ. Loại này mà 3-4 tháng nó mới được thu mà. Bây giờ đang tháng 6. Cuối tháng 6 rồi. Nhà giữa tháng 6. Hôm nay là 18, 17 tháng 6. Thì thằng này nó đến tháng 10. Chắc cuối tháng 10 sang tháng 11. Nhưng mà trao đổi các bác là cái này cũng có một số trái nào sẽ thu vào tháng 10 này. Những cái trái to này sẽ thu vào tháng 10 này. Đấy. Đầu tháng 10 hoặc cuối tháng 10 gì đó. Còn những cái trái, cái dòng nứa sau á, cái nứa sau của cái cây như cây kia kìa, là sẽ thu sau kìa. Hoặc là những cái trái như thế này này. Đây, em sẽ quay những cái trái thu sau cả tháng luôn ấy. Đây này, trái này này. Đấy, trái này này sẽ thu vào khoảng tháng 11 này. Đây. Đấy, chứ còn cái thằng, mấy thằng này này là sẽ muộn này. Chứ còn mấy ông lớn lớn này là ông ra nứa đầu này là khoảng tháng 10 là được thu rồi. Trái to lắm các bác nhá. Vài bữa em cầm nó phải không nhìn cái tay của em luôn. Đấy, đây là giống bơ sắp muộn nhá. Đấy. Bác nào có nhu cầu về giống rồi chồi ghép các thứ thì cứ alo. Đấy. Anh em thì đi cắt toàn bộ số lượng kia kìa, cắt trụi luôn kìa. Giờ cho ra lứa mới rồi. Cái này chồi chắc sắp ghép được rồi nhỉ. Hả? Cái này vẫn đang non. Cái này chắc phải 10 ngày nữa. Đây này, làm sao lấy được. Mắt đang non. Cái này phải 10 ngày nữa. 10 ngày cũng được, tháng nữa. Ừ. Trời, đang búng này mà sao mà ghép được. Đấy. Đây là nhiều bác cũng thông cảm cho em nhé. Tại vì hẹn mà không ghép được vì do cái chồi đang non đây này. Đấy, chồi để mà nó bánh tẻ cơ thì mới ghép cho các bác được. Chứ còn non thế này thì không ấy được. Công nhận cắt đi lên tốt nhỉ. Đấy, cắt đi lên tốt. Cái cây này đợt trước có quay cho các bác xem đấy là đánh đống quả vào đấy để hái vứt quả đi cả có một giỏ luôn đấy, mang về xào đấy các bác. Đấy, em hái đi để cho nó lên chồi để còn đi ghép cho các bác chứ. Đấy, cây giờ nó tốt như thế này các bác này. Bên này chắc bớt lại mấy quả. Chắc to lắm nhỉ. Đấy. Ui giời, to thế nhỉ. Đây. Bớt lại mấy quả cây này thôi. Tính là vặt hết đi nhưng về sau bớt lại đi. Ui đã thế. Quả nào cũng to đấy. Để nằm luôn cả dưới đất này luôn đi.
Vừa vặt đi rồi đấy chứ. Vừa vặt đi nhiều lắm đấy. Đây, nằm đây cả đống đây này. Cây này vẫn tham quá. Đúng là phải vặt đi chứ để. 1, 2, 3, 4, 5. Để lại có 5 quả. 5 quả trên kia còn sót mấy quả nào? Không quả này. 6, 7. 7 quả. Chùi phóng ra, chùi chưa ghép lại đây. Chú quả này sao mà cắt được? Chưa cắt được không? Cái này đang. Chưa cắt được. Hơi non tí nhỉ. Non lắm, chưa cắt được đâu. Hơi non. Cắt được ghép chết ngay. Chồi đang bị non các bạn, nên là nếu mà ghép thì phải để đợi một thời gian nữa. Thấp phải nửa tháng nữa. Chứ không thì chồi này non lắm, không ghép được. Vâng, thế các bác nhé, em quay về cái giống bơ sắp muộn nhé. Để chia sẻ các bác về cái tốc độ phát triển của nó, cũng như là cái quá trình nó ra trái đến tầm thời điểm này là vào bắt đầu vào vụ này. Thì là cây bơ sắp muộn bây giờ bắt đầu nó vẫn còn đang rất là non. Chưa có hiện tượng gì để thu hoạch cả, nên là nó sẽ muộn so với vụ mùa này ấy, là khoảng mấy tháng sau nữa. Đấy, thì cũng chúc các bác là làm cây ăn trái thật là thành công. Chào tạm biệt tất cả các bác nhé.